Cũng đã khá lâu rồi gia đình mình không có dùng lại món cà ri chay. Và hôm nay nhân dịp ngày rằm tháng giêng, rằm lớn của đảo Cao Đài của mình, và Ni có nấu một nồi là cà ri chay cho gia đình. Mời các bạn xem cho vui nha. Nguyên liệu thì mình có là đậu hũ trắng nè, chả lụa chay, tàu hũ kia khô, mình ngâm và cắt ra miếng vừa ăn nha các bạn. Tất cả công thức và nguyên liệu mình để trên màn hình. Mình cũng có 4 phần rau củ, đó là khoai lang bí nè, khoai tây, khoai môn và khoai mì. Khoai ở đây thì mình cắt theo miếng vừa ăn của mình. Phần gia vị thì mình có là đường nè, rồi bột nêm chay, rồi muối, rồi sau đó thì mình sẽ xài là bột cà ri Ấn Độ và một chút bột màu ớt cho đẹp nha các bạn. Và đĩa này sẽ là nấm hương khô, mình ngâm nở ra và vắt khô nước như thế này. Và bạn cũng có thể xài nấm đông cô và là sả bầm nè. Rồi kế bên là bo rô mình bầm nhuyễn ra. Và bên đây là bo rô lá, bạn cũng có thể thay thế bằng sả cây đập dập. Và đây là một củ hành tây mình thái muối cao ra và một vài rau húng quế. Nếu bà con và các bạn mình chưa biết là mình sẽ nấu gì và ăn gì trong ngày rằm chay này thì hy vọng món này cũng sẽ là một món gợi ý cho các bạn nha. Ở đây mình có là sữa tươi không đường nè. Bạn có thể tìm mua ở siêu thị rất là dễ ha. Và mình cũng không có nước cốt dừa tươi thì mình sẽ thay thế là nước dừa lon như thế này. Dừa lon mà gia đình mình hay dùng đó là hiệu Savoy. Hiệu này rất là tốt, ăn rất là thơm ngon. Nguyên liệu công thức mình để chi tiết trên màn hình, nếu các bạn thích các bạn tham khảo thêm giùm mình nha. Mình cũng sẽ dùng thêm nước dừa tươi cho món cà ri của mình. Mình cũng sẽ xài nước dừa lon thay thế nước dừa tươi. Và cái phần lon này là phần lon mình, trong đó người ta có phần cái thì mình sẽ lược ra. Còn cái bên đây hiệu này thì chỉ là nước dừa thôi, không có phần cái dừa nha các bạn. Bây giờ thì các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, mình sẽ bắt đầu sơ chế. Đầu tiên thì mình sẽ làm dầu màu điều. Dầu màu điều thì rất dễ làm. Mình cho 1 cup dầu vào chảo cho nóng lên nè. Rồi mình cho 25g hạt điều vào. Và sau đó mình tắt bếp. Mình sẽ để nguội và lược ra, bỏ vào keo nhúng dần nha các bạn. Kế đó là mình sẽ chiên vàng sơ cái phần đậu hũ và cái phần khoai của mình nè. Phần khoai là mình chỉ chiên sơ thôi. Mình chỉ chiên sơ rất là mau các bạn, trong vòng khoảng 2-3 phút thì xong rồi. Mình chiên sơ như vậy thì khi mình nấu khoai mình không bị bể nè, mà cái lớp áo ngoài của khoai á nó còn dai dai, ở trong thì bùi bùi, ăn rất là ngon nha các bạn. Trong cái phần mà thau mình để chứa khoai mình chiên đó, mình sẽ để lót là một miếng giấy để hút dầu. Mình lấy bớt dầu trong chảo mình chiên đậu hũ và khoai ra. Và sau đó mình sẽ cho vào là 2 muỗng canh dầu màu điều. Và mình sẽ phi thơm cái phần mà bo rô mình băm nhuyễn nè. Rồi luôn cả phần sả băm cho vàng thơm một chút xíu. Rồi mình sẽ cho phần lá ba rô vào xào sơ. Rồi kế tiếp đó là mình sẽ cho cái phần nấm hương của mình xào luôn nha các bạn. Luôn cả phần bột gia vị của mình là bột cà ri nè, rồi bột ớt màu nữa. Màu từ bột cà ri, ớt màu và màu dầu màu điều đó các bạn, cho mình cái màu cà ri rất là đẹp mắt, vừa nâu nâu vàng vàng, đặc trưng của món này nhìn sẽ bắt mắt lắm luôn. Các bạn cũng có thể xài nấm đông cô nè, thay thế nấm hương, bởi vì gia đình mình không thích nấm đông cô. Cho nên mình xài nấm hương nhỏ nhỏ như vậy sẽ vừa ăn hơn. Và các bạn cũng có thể thay thế lá bo rô cắt khúc của mình bằng
xả đập dập nha các bạn. Cái nào cũng được, cũng rất là thơm. Mình bây giờ mình sẽ xào hỗn hợp xả, lá taro, nấm, và sau đó thì mình sẽ cho cái phần gia vị của mình vào, và kế tiếp sẽ vào phần rau củ. Còn đậu hũ và đậu chiên của mình, đậu hũ chai nè, chả lụa chai và tàu hũ kia chiên thì mình sẽ để vào sau, mình không cần phải xào trước bây giờ nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu xào phần khoai của mình với một muỗng canh bột nêm chai, bột nêm nấm đông cô nè, và một nửa muỗng muối thôi. Như vậy nè, mình không cần phải nêm nhiều, một chút xíu muối, và mình cũng không cần phải nấu lâu. Bạn có thể đảo đều cho gia vị ngấm và xào trong vòng 2 phút, sau đó tắt lửa. Bạn để 5 phút cho gia vị mình ngấm, sau đó mình sẽ bắt đầu nấu qua cái phần cái nồi nước của mình. Trong nồi đây mình có là khoảng 400ml nước lọc. Mình nấu cho hơi ấm lên và mình sẽ bỏ cái phần nước dừa tươi của mình vào trước nha các bạn. Mình sẽ nấu lên ấm lên một lần nữa, gần như là sôi nước. Rồi mình sẽ bỏ phần khoai của mình vào. Mình nấu trong vòng 5 phút. Khoai của mình ở đây đó thì mình đã chiên sơ rồi nè, nó cũng đã chín. Rồi sau đó mình lại xào sơ qua với phần gia vị thì khoai mình hầu như là đã chín hết 50%, cho nên mình nấu trong cái phần nước này thời gian khoảng 5 phút tới 7 phút. Phần khoai này các bạn sẽ không cho mình một thời gian chính xác, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào số lượng khoai mình nấu nhiều hay nấu ít, và mình cắt miếng lớn hay nhỏ nữa. Mình sẽ để ý và mình sẽ thử bằng đũa để mình có thể biết khoai mình chín hay chưa nha các bạn. Bạn cũng có thể dùng một cái dao để xiên qua khoai của mình nữa. Và đây là sau 5 phút thì nồi nước của mình bắt đầu sôi. Mình bỏ tất cả phần đồ chiên của mình vào, là tàu hũ nè, chả lụa chai và tàu hũ kia. Sau đó mình nấu trong vòng vài phút, khoảng 3 tới 4 phút. Khi nấu món này bạn nhớ nấu giùm mình với lửa vừa nha. Như vậy thì mình sẽ đỡ hớt bọt nhiều hơn. Mình đang bỏ vào đây là 2 muỗng canh đường nè. Rồi kế tiếp mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột nêm chay nè, rồi 1 muỗng cà phê muối. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi không đường và luôn cả phần nước cốt dừa của mình vào nữa. Lúc này thì khoai của mình hầu như đã chín, cho nên mình sẽ đảo nhẹ tay để cho các gia vị nè, sữa và nước cốt dừa được hòa đều lại với nhau. Rồi sau đó mình sẽ để cho nồi cà ri của mình sôi trở lại nha các bạn. Trong vòng, mình nghĩ trong vòng khoảng 2 hoặc 3 phút thôi. Sau đó thì mình sẽ hạ lửa nhỏ, thật nhỏ. Phần cuối cùng thì đó là cái phần củ hành của mình. Mình nấu sau khi bỏ củ hành là khoảng 30 giây thôi. Sau đó thì mình sẽ tắt lửa. Và như thế là cái phần nồi cà ri của mình đã xong rồi. Bạn thấy chưa, hấp dẫn chưa? Nhìn màu rất là đẹp nè. Và những cái nấm hương nhỏ nhỏ như vậy nè sẽ tăng lên cái nồi cà ri của mình đẹp và hấp dẫn lên rất là nhiều luôn. Mình sẽ dùng đũa để thử nha các bạn. Mình xiên qua nhẹ như vậy mà ra củ của mình nè đã xiên qua được như vậy, tức là củ đã chín. Bạn cũng có thể dùng cái dao nhỏ xiên qua cũng được.
Mình để như vậy khoảng 30 giây là mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Nhìn ngon quá luôn, thơm quá chừng luôn á. Món cà ri mình đã xong rồi đây, thơm quá chừng luôn. Món na cà ri này mình có thể dùng chung với bánh mì nè các bạn, với bún nè, hoặc với cơm đều rất ngon. Xin mời cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã ở lại với mình đến hết video. Xin hẹn gặp lại các bạn vào trong những lần video kế tiếp. Bye bye.